Dạ, em xin chào tất cả anh chị và các bạn. Em là Hiếu, nhân viên tư vấn bán hàng Nissan Phú Mỹ. Thì hiện tại ở em có 3 con Nissan Navara phiên bản đời mới nhất. Đây là phiên bản một cầu cao cấp được độ theo phiên bản robotic với miếng ốp nhựa. Thì bên em có hỗ trợ dán phim cách nhiệt và các phụ kiện đồ chơi theo xe. Đây là thanh dằn được bên em độ lên trông rất là đẹp và hầm hố. Đây là phiên bản một cầu cao cấp. Thì tiếp theo đó, đây là phiên bản hai cầu cao cấp được anh chủ độ theo phiên bản robotic với các ốp nhựa. Và bên em đang hỗ trợ khách dán phim cách nhiệt. Thì anh chủ này đã chịu lên một bộ cửa cuốn điện trông rất là đẹp. Đây là phiên bản hai cầu cao cấp màu xám. Và tiếp theo đó là phiên bản demo lấy thử bên em. Đây là phiên bản hai cầu cao cấp màu đỏ. Thì với mức giá lần lượt cho 4 phiên bản, đó là phiên bản một cầu tiêu chuẩn là 748 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu cao cấp, là chiếc xe màu trắng hồi nãy, là với mức giá là 845 triệu. Tiếp theo đó là phiên bản hai cầu cao cấp như các anh chị đã thấy, là 895 triệu và phiên bản R4X là 945 triệu. Thì giữa phiên bản một cầu tiêu chuẩn, một cầu cao cấp và hai cầu cao cấp khác nhau như thế nào? Thì giữa phiên bản một cầu cao cấp và phiên bản hai cầu cao cấp thì chỉ khác nhau là chế độ cầu lái. Thì trên phiên bản một cầu tiêu chuẩn thì trên phiên bản một cầu cao cấp chỉ có là núm chạy hai cầu được chạy ở chế độ cầu sau. Còn trên phiên bản hai cầu cao cấp thì nó có 3 chế độ chạy. Thứ nhất đó là chạy một cầu, thứ hai là chạy hai cầu nhanh, dạ đây à, thứ ba là chạy hai cầu chậm, được sử dụng trên các địa hình sỏi đá đất cát cần sức kéo nhiều, khi đó tay lái sẽ cứng lại và giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua các địa hình khó khăn. Thì giữa phiên bản một cầu tiêu chuẩn và một cầu cao cấp và hai cầu cao cấp khác nhau như thế nào? Thì đó là khác nhau về ngoại hình, đó là bánh mâm. Thì trên phiên bản một cầu cao cấp và hai cầu cao cấp được trang bị bánh mâm 18 inch đa chấu rất là đẹp, màu đen. Và tiếp theo đó là cam 360 độ. Thì trên một cầu tiêu chuẩn chỉ có camera gear. Tiếp theo đó là thanh dàn nóc theo xe. Camera trước thì đặt ở phía trước dưới logo xe. Tiếp theo về nội thất, thì trên phiên bản một cầu cao cấp và một hai cầu cao cấp thì được ghế chỉnh điện 8 hướng và khóa xi mách cây. Màn hình hiển thị rất là đẹp. Thì ghế chỉnh điện 8 hướng đó là tiến, lùi, lên, xuống, gập ghế và ngã tựa đổ lưng. Và được trang bị gương gập điện. Và có cả cua control nha các chị các bạn. Cua control thì rất tiện lợi khi chúng ta đi trên đường cao tốc, thì chúng ta set theo tốc độ chuẩn của mình sẽ đỡ đạp ga hơn. Thì hiện tại xe Navara ở bên em đã bàn giao hết. Nếu như tất cả anh chị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ thêm theo số điện thoại 0931149304 gặp Hiếu để được tư vấn cũng như báo giá cụ thể, vì
xe bán tải Nissan Navara rất là hot, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Hilux, Ford Ranger, WeChat và Mitsubishi Giant. Kiểu dáng thể thao bắt mắt, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ. Dạ, em cảm ơn tất cả các anh chị đã xem. Cho em một nút like và một đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn.